Năm em qua lời kể của kiều nữ nàng hài Nam Thư. Năm em qua lời kể của Nam Thư là cô gái dễ thương và rất tội nghiệp, được biết đến là cặp chị em thân thiết mới của làng giấy trí Việt. Mới đây Nam Thư cũng có những chia sẻ chân thành về cô nàng Nam Em. Nói về người em thân thiết của mình, Nam Thư cho biết Nam Em là người khó hiểu nhưng cũng rất đáng thương. Mới đây giữa cuộc trò chuyện giữa Quang Trung và Nam Em trên chương trình Cà Phê Trưa, được sự quan tâm từ khán giả vốn đã từng hợp tác trong vài dự án trước đó, nên thật không lạ gì khi cả ba đang mang lại một cuộc trò chuyện gần gũi vô cùng thú vị trong buổi trưa. Bên cạnh tiết lộ về những dự án mới, hoạt động nghệ thuật của mình, Nam Thư và Hà Hiền cũng có những chia sẻ xoay quanh cuộc sống, công việc và người bạn thân thiết của mình trong showbiz. Trước câu hỏi, Nam Thư cảm thấy thế nào khi làm việc với Nam Em từ hot Quang Trung? Thập tứ cô nương không ngần ngại đưa ra loạt suy nghĩ thật lòng về cô em thân thiết Nam Em. Mở đầu, Nam Thư chia sẻ, chị cực kỳ thương Nam Em. Đối với cô hoa hậu thân thiết của mình, những nữ diễn viên Nam Thư Liên Hoàng Kế cho biết, Nam Em là một con người sống quá cảm xúc mà mang tính cách hơi tưng tửng. Và có phần khó hiểu, trước một người bạn đồng và đồng thời cũng là một người em còn quá trẻ, quá nhỏ như thế, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết mình vẫn thường la mắng để tốt cho Nam Em. Và cũng rất may mắn rằng cô Hoa Khôi sinh năm 1996 cũng hiểu được điều này. Bên cạnh đó, Nam Thư còn tiết lộ thêm một sự thật đầy xúc động về Nam Em. Trong 2 năm trước, khi mà Nam Em vướng vào ồn ào tình ái, thì trong showbiz ai nghe cái tên Nam Em cũng phải bỏ chạy, đến mức cô nàng không thể mời được ai hợp tác chung. Nhưng Nam Thư thấu hiểu được nỗi lòng của Nam Em, cô nàng hết sức giúp đỡ cho Nam Em vượt qua giai đoạn đó. Trước câu chuyện này, Quang Trung cho biết Nam Em tuy thường có nhiều lời nói và hành động khó hiểu, nhưng cô thực sự là một người khá dễ thương và có những suy nghĩ rất sâu sắc mà không phải ai cũng hiểu được. Qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa người chủ trì và hai khách mời, đồng thời qua những lời chia sẻ chân thành từ Nam Thư, chắc chắn nhiều người đã hiểu thêm về cô Hoa Khôi Nam Em. Bên cạnh đó, khán giả cũng phần nào biết thêm điều thú vị xoay quanh tình chị em của hai sao nữ mang tính hoàn toàn trái ngược nhau này, Nam Thư và Nam Em.